Tiếp tục chuyến thăm các địa phương trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão 2023, sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Lộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, năm 2023 là năm có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh. Đây là năm tăng tốc, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Huyện Phú Lộc cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục nỗ lực bằng cả ý chí, tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng với tập thể của cấp ủy, chính quyền ra sức thi đua lao động, phát triển sản xuất, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2023.